JCU's most outstanding graduates have been recognised at the annual Outstanding Alumni Awards Breakfast. 12 graduates were recognised for their achievements from each of the university's four faculties. Oh, today is a great celebration of the success of our graduates, and it's a wonderful thing to imagine that people can come to our university in a few short years, achieve so much, and we've got people who've achieved so much over many disciplines in their profession but also in the community. It's an inspiration actually, not just for staff but I'd like to think for students and also for all of those who might be thinking about coming to university. The Faculty of Arts, Education and Social Sciences recognised medical specialist Dr. Kate Russo for her contributions to healthcare, which have included international campaigns to improve the quality of healthcare. Actually, I was really humbled. I was aware I was nominated, and so I think I was really quite humbled to receive it, thinking that there must be lots of other outstanding people around the world. And so, but it was also very nice. It felt like a nice recognition for particularly the work that I had done here in North Queensland last year. So I think it just felt lovely to feel that some of that work had been acknowledged in some way by the university and the community. So it was a really nice feeling. I'm very proud to be associated with JCU. Among those recognised were four graduates who have demonstrated outstanding professionalism within their chosen careers. Lawyer Melissa Sinopoli, who graduated in 2009, was recognised for being the youngest to achieve an associate's position in 128 years in the commercial and corporate team of McDonald's Law. While journalist Joanna Mather, who covers national affairs for the Australian Financial Review, was named the Higher Education Journalist of the Year by Universities Australia and the National Press Club. It's amazing. I mean, you feel very intimidated by the wonderful people who have won, so I'm not sure what I'm doing here, but nevertheless, it's an honour and just wonderful. The Chancellor's Outstanding Alumnus Award was presented to Professor Porfirio Alinio, who has written over 100 technical papers which have helped to establish him as one of the top coral reef scientists in Southeast Asia. Well, it's a very prestigious award, and I think it could serve as an inspiration for my graduate students because they look at the JCU as an exemplary school for coral reef research. A full list of the award recipients is available at the JCU alumni website. This is Madeline Whiting for JCNN. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ, hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.